Anh xem đi. Tại sao lúc trước anh có thể khiến Hương hiểu lầm Nghĩa? Không lẽ Hương chia tay Nghĩa là vì hiểu lầm em với Nghĩa từ khách sạn đi ra theo kế hoạch của anh? Lúc đó, Nhân đã sắp xếp chị Hương ở bên kia đường để chị Hương nhìn thấy tất cả mọi chuyện, để chị Hương tin là tôi với anh cùng nhau vào khách sạn. Và sau đó tôi đã đến trung tâm thương mại để gặp Hương và cố tình nói với Hương là tôi và anh lén lút quen nhau. Cô... Anh xem tiếp đi. Vậy tính ra em có công lớn quá rồi còn gì. Người có công lớn nhất từ đầu không phải là em, mà là mẹ của thằng Nghĩa. Anh đã nhờ mẹ của Nghĩa đóng kịch, khiến cho Hương hiểu lầm là thằng Nghĩa thực sự lợi dụng tiền bạc của Hương. Ừ? Sao anh không coi tiếp đi? Coi là anh hai của anh chủ động yêu tôi như thế nào. Em hỏi anh, anh hai có thật lòng yêu chị Hương không? Em hỏi vậy là sao? Không yêu thì làm sao anh cưới Hương được? Nếu vậy, tại sao anh còn qua lại với Ngọc? Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu. Em vừa đến gặp Ngọc, cô khai hết sự thật cho anh hai à? Kể cả việc mẹ và anh hai bày mưu chia rẽ em và Hương, để Hương hiểu lầm tạo mâu thuẫn giữa con và hai mẹ con Hương. Em nói cái gì vậy Nghĩa? Phải đó con à, mẹ với anh hai làm sao có thể làm ra những chuyện đó. Con đừng có nghe lời người khác vu khống. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.